Bản tin tối ngày 12 tháng 4 Anh bàn sao hai tàu quét mìn cho Ukraine Mỹ đề nghị dùng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga giúp Ukraine Bộ trưởng Estonia đề xuất quốc hội chỉ định tòa thượng phụ Moscow là một tổ chức khủng bố Điện Kremlin gửi quân của hạm đội Thái Bình Dương tới mặt trận Ukraine Trung Quốc tuyên bố ý định tăng cường hợp tác với Triều Tiên Hungary cho phép cảnh sát Trung Quốc vào nước làm nhiệm vụ gây tranh cãi trong nghị viện châu Âu. Thu Huyền xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tối ngày 12 tháng 4. Sau đây là phần nội dung bản tin. Anh đã bàn giao cho Ukraine hai tàu quét mìn của Hải quân Anh Hai chiếc tàu đã đến Portsmouth, nơi thủy thủ đoàn của họ đang được huấn luyện để chuẩn bị cho các nhiệm vụ ở Biển Đen. Truyền thông địa phương đưa tin hôm 11 tháng 4, các chiến hạm lớp Sandow, HMS Grimsby và HMS Shoham đã ngừng hoạt động khỏi Hải quân Anh và chuyển giao cho quân đội Ukraine, nơi chúng sẽ hoạt động dưới tên Chernihiv và Cherkasy. Những con tàu này đều đã phục vụ trong Hải quân Anh hơn 20 năm, đã đến căn cứ Hải quân Portsmouth sau khi khởi hành từ Scotland. Chúng sẽ vẫn đóng quân tại đây trong khi thủy thủ đoàn trải qua khóa huấn luyện để chuẩn bị tìm kiếm mìn ở Biển Đen. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tàu hiện không thể vào Biển Đen do các điều khoản của Công ước Montreal hạn chế việc chiến hạm đi qua eo biển Bosphorus trong thời gian chiến tranh. Tuy nhiên, chúng sẽ là tài sản quan trọng đối với Ukraine trong việc bảo vệ bờ biển trong tương lai. Vì Vương quốc Anh tìm cách viện trợ năng lực lâu dài cho hải quân Ukraine, trong khi Kyiv tìm cách bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại bằng cách phát hiện và giải trừ mìn trên biển. Anh là một trong những đồng minh chính của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Nước này là nước đầu tiên đồng ý cung cấp cho quân đội Ukraine xe tăng Challenger 2 hiện đại, cũng như hỏa tiễn tầm xa Storm Shadow có tầm bắn 300 km. Ngày 22 tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá hơn 75 triệu đô. Ngoài ra, vào ngày 8 tháng 4, Anh đã đồng ý với Pháp tăng cường cung cấp đạn dược, máy bay không người lái và hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỹ đã đề nghị cho Ukraine vay hàng chục tỷ đô, được hỗ trợ bởi lợi nhuận trong tương lai từ tài sản nhà nước Nga bị các nước phương Tây đóng băng. Tờ Financial Times hôm 12 tháng 4 cho biết các nước G7 đang bị chia rẽ về việc phải làm gì với tài sản trị giá hơn 277 tỷ đô của Nga bị các nước phương Tây đóng băng sau khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Washington ủng hộ ý tưởng tịch thu toàn bộ nguồn dự trữ và chuyển cho Ukraine, trong khi giới chức châu Âu lo ngại ý tưởng này có thể vi phạm luật pháp quốc tế và gây bất ổn cho thị trường tài chính. Các nước EU chỉ muốn chuyển cho Kyiv lợi nhuận thu được từ các tài sản cơ bản, nhưng vấn đề sử dụng nguồn dự trữ của Nga để giúp Kyiv đã trở nên cấp bách hơn trong những tháng gần đây, khi cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ ba và viện trợ bổ sung của Mỹ cho Ukraine đã bị quốc hội trì hoãn. Dalip Sai, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Kinh tế Quốc tế cho biết, chúng ta đang ở giai đoạn cần khám phá mọi cách có thể để tối đa hóa giá trị của nguồn dự trữ cố định cho Ukraine. Chúng ta không thể chờ đợi mãi, chúng ta biết điều đó. Ông nói thêm rằng đề xuất của Hoa Kỳ quy định việc chuyển đổi giá trị hiện tại của dòng tiền lãi trong tương lai đối với tài sản cố định, thông qua trái phiếu hoặc thông qua tín dụng. Quan chức Mỹ lưu ý rằng người châu Âu đã thể hiện sự sẵn sàng chuyển tiền lãi từ nguồn dự trữ sang Ukraine theo định kỳ nửa năm một lần. Tuy nhiên, có nhiều cách để tăng giá trị của những dòng thu nhập này theo thời gian. Đề xuất này sẽ được Bộ trưởng Tài chính của các nước G7 thảo luận bên lề cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Thế giới tại Washington vào tuần tới. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Kinh tế Quốc tế cho biết mục tiêu là quyết định vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh G7 thường niên vào tháng 6. Hầu hết số tiền bị đóng băng của Nga đều nằm ở EU, bao gồm khoảng hơn 200 tỷ đô tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được giữ tại Euroclear, một trung tâm lưu ký chứng khoán trung tâm có trụ sở tại Brussels, Bỉ. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến tranh, khoản lợi nhuận hơn 4 tỷ đô đã được tạo ra và các nước EU đã thảo luận về khả năng chuyển số tiền thu được này để giúp đỡ Ukraine. Mới đây các đại sứ của Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp đỡ Ukraine. Ngoài ra, chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen đã đề xuất sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga để mua vũ khí cho Ukraine. Trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh hôm 21 tháng 3, các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về vấn đề chuyển lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang mua vũ khí cho Kyiv và đạt được thỏa thuận sơ bộ. Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lori Lanemes có ý định đề xuất quốc hội nước này chỉ định Tòa thượng phụ Moscow là một tổ chức khủng bố nhằm cấm các hoạt động của tổ chức này trên lãnh thổ Estonia. Theo truyền thông Estonia ngày 12 tháng 4, một đại diện của nhà thờ chính thống Estonia tuyên bố rằng họ không chịu sự chỉ đạo trực tiếp của thượng phụ Moscow và không thể chịu trách nhiệm về những tuyên bố được đưa ra tại Moscow ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Vì vậy, trên thực tế, nhà thờ địa phương đã từ chối yêu cầu của thượng phụ Moscow. Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ căn cứ vào chuyên môn của bộ và đánh giá của cảnh sát vừa nhận được, với tư cách là bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông nói rằng không còn cách nào khác là phải tự mình thực hiện các biện pháp để phá vỡ mối quan hệ giữa các quan chức Estonia và thượng phụ Moscow. Bộ trưởng nói: Xét đến bối cảnh hiện tại, tôi với tư cách là bộ trưởng Bộ Nội vụ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đề xuất với Quốc hội Estonia tuyên bố tòa thượng phụ Moscow là một tổ chức khủng bố hỗ trợ khủng bố trong các hoạt động của mình. Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ có thể ra tòa và đề nghị chấm dứt hoạt động của tổ chức nhà thờ đang hoạt động ở đây. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến giáo dân, không có nghĩa là các nhà thờ sẽ bị đóng cửa, mà mối quan hệ với thượng phụ Moscow sẽ bị cắt đứt. Ông cũng nhấn mạnh rằng ngày nay tòa thượng phụ Moscow phụ thuộc vào nhà độc tài Nga Vladimir Putin, người trên thực tế kiểm soát các hoạt động khủng bố trên thế giới. Năm ngoái, cơ quan an ninh Ukraine đã tiến hành một số cuộc thanh tra các giáo phận, Hàng chục người của Tòa thượng phụ Moscow bị nghi ngờ kích động thù địch, phủ nhận chiến tranh và thậm chí là mang tội phản quốc. Điển hình là trường hợp của Metropolitan Pavel ở tu viện Kyiv Petrk Lavra. Ông bị nghi ngờ kích động thù địch giữa các tôn giáo và biện minh cho hành động xâm lược vũ trang của Nga. Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, Kyiv đã vạch trần hơn 60 giáo sĩ từng làm việc cho Điện Kremlin bán vũ khí và nội dung khiêu dâm trẻ em. Moscow đang cử nhân sự của hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng như lực lượng không quân và phòng không số 11 tới cuộc chiến ở Ukraine. Những hành động này của Điện Kremlin có thể liên quan đến mục đích bố trí nhân sự sau những tổn thất nặng nề. Tổng cục tình báo Ukraine cho biết trên Telegram ngày 12 tháng 4, theo quyết định của tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Nga Viktor Lina, việc luân chuyển tới Syria hoàn toàn bị dừng lại và tất cả nhân sự được cử đến vùng chiến sự trên lãnh thổ Ukraine. Tổng cục Tình báo Ukraine lưu ý, một phần nhân sự từ các đơn vị quân đội viễn đông của Nga sẽ gia nhập lữ đoàn súng trường cơ giới mới đang được thành lập ở Voronezh. Theo truyền thông Ukraine, quân đội Nga phải chịu tổn thất đáng kể hàng ngày. Tổng thiệt hại về nhân sự của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn lên tới khoảng gần 452.000 binh sĩ. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cơ quan lập pháp Triều Tiên để giúp mối quan hệ song phương đạt đến mức độ cao hơn, Điều này đã được Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế tuyên bố. Hãng tin Reuters hôm 14 tháng 4 cho hay, ông Triệu dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp với chính trị gia Triều Tiên Chu Ryong rằng chính sách chiến lược kiên định của chúng tôi là duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Vào tháng 2 năm nay, chính phủ Trung Quốc và Hungary đã ký một thỏa thuận cho phép cảnh sát Trung Quốc tuần tra ở Hungary. Điều này đã gây ra tranh cãi. Hội đồng Nghị viện Châu Âu đã thảo luận vấn đề này vào ngày 10 tháng 4 vì lo ngại nó đe dọa đến an ninh và nhân quyền của EU. Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và nhiều thành viên Nghị viện đã bày tỏ họ không thể chấp nhận cách tiếp cận của Hungary. Vào tháng 2 năm nay, Trung Quốc và Hungary đã ký một thỏa thuận tăng cường hợp tác thực thi pháp luật cũng như tuần tra, trinh sát chung cho phép cảnh sát Trung Quốc tuần tra các khu du lịch Hungary trong mùa cao điểm và các cuộc tụ tập đông người. Điều này đã thu hút sự chú ý của Liên minh Châu Âu. Theo thông tấn xã Trung ương của Đài Loan, tại hội nghị nghị viện châu Âu vào ngày 10 tháng 4, thành viên nghị viện người Hà Lan Sophia Inveld đã yêu cầu Ủy ban châu Âu trả lời bằng văn bản về việc liệu thỏa thuận này có đe dọa nền dân chủ và an ninh công cộng EU hay không và liệu Ủy ban có nên mở một vụ án để điều tra xem Hungary có vi phạm các quy định của EU hay không. Margaritis Chinas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu chịu trách nhiệm về lĩnh vực chính sách bảo đảm lối sống châu Âu trả lời, với tư cách là Phó Chủ tịch, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được hành vi này. Ông nói rằng quan hệ EU-Trung Quốc rất sâu rộng và phức tạp và đòi hỏi phải trao đổi cởi mở và thẳng thắn về các vấn đề như vi phạm nhân quyền, mất cân bằng thương mại và sự can thiệp từ các lực lượng nước ngoài. Ông Strinas tin rằng các phương pháp can thiệp từ bên ngoài của chính quyền Bắc Kinh ngày càng trở nên có hệ thống hơn và việc thực thi quyền lực của cảnh sát ở EU vi phạm các nền tảng của nhân quyền, dân chủ và pháp quyền của EU. Các quốc gia thành viên EU nên thực hiện trách nhiệm của mình và cùng nhau bảo vệ những nguyên tắc này. Catalin C thành viên nghị viện châu Âu Hungary cho rằng chính phủ Hungary đã mời Đảng Cộng sản Trung Quốc can thiệp, vấn đề này có tác động vượt xa Hungary và cần một giải pháp ở cấp EU. Nghị sĩ Croatia Tonino Picula nói rằng vụ việc này nêu bật đường hướng chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thập niên qua, họ không chỉ đàn áp nhân quyền của người dân ở Trung Quốc mà còn đối với Hoa kiều ở nước ngoài, ông kêu gọi EU không đánh mất giá trị của mình khi giao dịch với Bắc Kinh. Nghị sĩ ý Anna Bonfrisco cho rằng EU nên xử phạt tất cả nhân viên Trung Quốc liên quan đến việc thành lập các đồn cảnh sát ở châu Âu. Vào năm 2022, tổ chức phi chính phủ châu Âu Safeguard Defenders tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập các đồn cảnh sát ở nước ngoài ở nhiều nước trên thế giới và bị cáo buộc vi phạm chủ quyền của các nước khác và đàn áp những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Sau đó Đức, Hà Lan và các nước khác đã yêu cầu chính quyền Bắc Kinh đóng cửa cái gọi là trạm dịch vụ ở nước ngoài được bí mật thành lập trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, việc công chúng Hungary đồng tình với sự can thiệp của lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã mang đến những thách thức mới cho EU. Serbia, một quốc gia ứng cử viên EU, cũng đã hợp tác với Bộ Công an Trung Quốc và cho phép cảnh sát Trung Quốc tiến hành các cuộc tuần tra chung ngắn hạn ở Serbia. Theo các nguồn tin, Serbia đã trở thành kênh để một số nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc trốn sang châu Âu trong những năm gần đây. Vương Khánh Sơn, một nhà văn Trung Quốc lưu vong ở Đức, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng sự hợp tác của cảnh sát giữa Trung Quốc và Serbia khiến những người bất đồng chính kiến lo sợ và không loại trừ khả năng cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp xuyên biên giới. Một người tị nạn chính trị Trung Quốc khác ở Đức chỉ ra rằng trong những năm gần đây, một số quốc gia đã ký thỏa thuận hợp tác với cảnh sát Trung Quốc. Điều này dường như đã trở thành một điều kiện bổ sung cho hợp tác kinh tế và thương mại. Điều này cho phép các đồn cảnh sát hải ngoại bất hợp pháp ban đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động hợp pháp. Câu hỏi đặt ra là liệu Hungary có phải là con ngựa thành choi trong phe phương Tây? Thủ tướng Hungary Orbán được coi là người thân Trung Quốc nhất ở EU và ông ủng hộ chính sách đối ngoại mở cửa về phía đông. Ông cũng là nhà lãnh đạo EU duy nhất tham dự hội nghị thượng đỉnh một vành đai một con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Trong khi các nước phương Tây cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Hungary lại cố gắng tăng cường quan hệ thương mại với Bắc Kinh, bao gồm cả việc cho phép Huawei thành lập cơ sở sản xuất và hậu cần ở nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc. Vào tháng 12 năm ngoái, nhà sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc đã công bố thành lập nhà máy châu Âu đầu tiên tại Hungary. Trong khi đó, Bắc Kinh đang huy động 3,8 tỷ đô để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc từ thủ đô Budapest của Hungary đến thủ đô Beograd của Serbia, một kế hoạch hàng đầu trong sáng kiến vành đai và con đường. Ngoài ra, Hungary cũng nhiều lần ngăn cản EU bày tỏ sự chỉ trích chính quyền Bắc Kinh, bao gồm cả việc ngăn EU đưa ra tuyên bố chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đàn áp Hồng Kông. Ngoài thân Bắc Kinh, Hungary cũng đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Nga, trong khi hầu hết các nước phương Tây khác cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga sau khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thì mỗi năm Hungary vẫn tiếp tục mua dầu khí trị giá hàng tỷ đô của Nga. Ngoài ra, Nga đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân PAS-2 mới trên sông Danube, phía nam Budapest, Thủ tướng Hungary Orbán cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và chặn viện trợ tài chính của EU cho Ukraine. Là thành viên của NATO, Hungary đã trì hoãn hoặc ngăn chặn việc mở rộng về phía đông của NATO kể từ khi Thủ tướng Viktor Orbán lên nắm quyền, bao gồm cả việc trì hoãn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Theo bài đăng trên tờ South of Hope, xét về mối quan hệ chặt chẽ của Hungary với chính phủ Trung Quốc và Nga, Hungary đã bị Nga và Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đặt vào phương Tây như một con ngựa thành troi thưa quý vị bản tin tối của dkn đến đây tạm dừng quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo